Vừa qua, những lô xoài cát chu đầu tiên từ tỉnh Đồng Tháp đã đáp ứng các quy định nghiêm ngặt từ trồng, thu hoạch và đóng gói để đến được thị trường châu Âu khó tính theo đường chính ngạch. Và câu chuyện về những trái xoài cát chu đầu tiên của Việt Nam đến thị trường châu Âu có nhiều tình tiết mà những nông dân và các đơn vị xuất khẩu nông sản muốn dõi theo. Sau 3 ngày cập cảng hàng không Amsterdam, những quả xoài cát chu của Việt Nam mới được hải quan Hà Lan cho xuất kho để phân phối đến người tiêu dùng châu Âu. Nguyên nhân không phải vì chất lượng của từng quả xoài, mà quy định của hải quan Hà Lan yêu cầu đơn vị xuất khẩu phải thể hiện quy cách đóng gói hàng hóa trên cả những vận đơn kèm theo, chứ không chỉ ở từng thùng hàng. Cơ quan hải quan thì yêu cầu là người xuất khẩu phải chuẩn bị rất kỹ cái danh mục các loại hộp, thùng, đóng, quy định, quy cách, mẫu mã, bao bì ghi rất rõ là đối với xoài xuất xứ từ đâu, số lượng trái bao nhiêu trên một thùng và tổng số thùng trên các cái lô xuất khẩu. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên, cho nên là các cái doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta thì còn chuẩn bị chưa kỹ. Ngay khi vận đơn được bổ sung, 3 tấn xoài đã được phân phối đến tay người tiêu dùng châu Âu với giá từ 16 đến 18 euro một cân. Cái lô hàng này chúng tôi sẽ mang về bên đó và sẽ phân phối cho chủ yếu là những siêu thị của bên Đức và cả là những siêu thị châu Á của Việt Nam, Trung Quốc và có thể Ấn Độ. Theo đại diện của công ty MCI, đơn vị nhập khẩu xoài, giá mỗi cân xoài Việt Nam hiện cao hơn so với hoa quả cùng loại từ các nước khác do cước vận chuyển theo đường hàng không cao. Nếu vận chuyển theo đường biển, mỗi cân xoài chỉ có giá từ 6 đến 10 euro. Giá thì cạnh tranh với Nam Mỹ thì không được, nhưng mà chất lượng lại mình cạnh tranh chắc chắn là được với Nam Mỹ. Còn giá về cạnh tranh về xoài của Á Châu, của như Ấn Độ hay là của Thái Lan, mình chắc chắn là giá mình cạnh tranh được, tại vì họ chưa đi công được. Tuy phải lưu kho dài hơn dự kiến, song với phương pháp bảo quản sạch, đảm bảo được độ tươi ngon từ 45 đến 50 ngày, nên những trái xoài cát chu vẫn có màu sắc, hương vị rất đặc trưng như ở Việt Nam. Vì vậy, người tiêu dùng châu Âu sẽ được trải nghiệm đầy đủ loại trái cây đặc sản từ tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.